Xin chào bà con, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bà con biết về cái kỹ thuật làm cành cà phê. Đây là đám cà phê cũng vừa thu hoạch xong và đám này thì mới được có 4-5 tuổi à. Thì hôm nay thì cũng sẵn dịp thì cũng hướng dẫn cho bà con, những ai chưa biết làm cành cà phê hay những người biết rồi có thể học thêm, hỏi thêm kinh nghiệm. Thì cái đám cà phê này cũng chưa làm cành, mới có thu trái xong rồi ăn Tết xong rồi bắt đầu tiến hành làm cành luôn. Thì qua clip này thì bà con nên đăng ký kênh để xem các cái clip sau về nông nghiệp, tất cả cây trồng như là cây cà phê, cây bơ, cây tiêu, gì dân dây vân vân. Rồi bà con đi xem bên đó. Thì thứ nhất thì khi cắt ra lựa những cái cành khô, những cành mà thu nó một đợt trái mà nó hết cắt để sử dụng rồi, nói chung là không còn sử dụng được, chúng ta cắt bớt, chỉ bỏ bớt đi để cho nó có sức lại cho cây cà phê. Thì cà phê bà con nhìn này, lượng bông rất là nhiều, bông hiện tại cũng chưa bớt, chuẩn bị tưới đợt nước đầu tiên. Thì năm nay thì điều kiện ở Tây Nguyên chúng ta nó cũng thuận lợi cho cái việc cây trồng, thì mưa rất nhiều, thì đợt bông này thì năm nay có thể được mùa cao, bông rất là nhiều. Với đám cà phê của mình đang quay cho bà con xem, thì với cái cà phê này thì những cái cành bà con đấy nè, những cành mà gần gốc á, sát gốc á, trái vừa rồi nó rất là sai, nhưng khi nó là trái nó mất sức quá chúng ta cắt bỏ bớt đi, không quan trọng mấy, thì đẻ nó cũng không có lợi ích gì. Tao bà con nhìn trong thân này, nó cây rất là khỏe, mới có 4 năm mà trái rất xum xê rồi, cành cũng đều xanh tươi. Thì tình hình cây cà hôm nay cũng được giá là cao, tới 46-47 nghìn một ký. Thì nhìn chung cây cà nó sau này có tương lai. Hiện tại thì cái sản lượng cà phê ở Việt Nam mình, ở Tây Nguyên á, nói riêng thì đang giảm rất là nặng. Họ nói chung nông dân phá bớt để trồng tiêu, nhưng mà sản lượng tiêu giờ với sản lượng cà thì cà rất là ít. Lần đầu tiên này thì bà con nên tiến hành cắt từ trên xuống dưới. Và thứ nhất á, chúng ta cắt lần lượt từng cành để dễ dàng quan sát và lựa chọn những cái cành cần thiết á. Thì cái việc cắt từ trên xuống á, và từ trong ra ngoài sẽ giúp cho bà con á thì quan sát được toàn cảnh, toàn cây, không bỏ sót những cành cần loại bỏ. Đồng thời là những cái cành cà phê cần loại bỏ trong quá trình cắt lá là những cái cành bị khô nè, những cành không có lá, những cành già cỗi hay là quá yếu, cành bị sâu bệnh hại cần loại bỏ. Thì đầu tiên vì những cành này không có khả năng cho trái nên chúng ta nên cắt bỏ. Và thứ hai á là những cành thứ cấp mọc hướng vào trong phía bên trong tán lá mà không hướng ra ngoài á, những cành mọc thẳng á, đứng hướng lên xoay xuống hướng á, đều cần loại bỏ. Vì bà con đấy này thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tạo hình và thu hoạch. Thì những cành mọc thành chùm á thì chúng ta cũng cần loại bỏ đi. Với cây cà này bà con xem, cái việc cần loại bỏ một số cành thứ cấp á, nằm phía trên á, cùng tạo tán của cây á, thì nó tạo điều kiện cho ánh sáng được chiếu vào tán cây, giúp cây thông thoáng hơn. Còn mà đối với những cái cành già, những có khả năng á, thì cho trái thì cũng cần cắt ngắn đi. Những cành mà đã mang quả già, quả cổi á, để cây tập trung dinh dưỡng và nuôi những cái cành thứ cấp, cành có khả năng cho quả, cho đợt bông tới này. Đây là cái đợt cắt cành thứ hai. Còn trong cái đợt cắt cành thứ hai vào thời điểm tháng 6, tháng 7 á, đây là thời điểm mùa mưa mà khi cây cà phê đã phục hồi đầy đủ á, trong giai đoạn nuôi trái, thì bà con tiến hành cắt những cái cành tiễn thưa cho cây, loại bỏ những cành vô hiệu, bỏ sót trong cái đợt cắt thứ nhất á, là bỏ những cành sâu bệnh á. Thì cái đợt làm cành thứ hai thì ta vẫn chọn lựa những cành nuôi dưỡng cho mùa sau, chứ không phải là chúng ta cắt bỏ hết hoàn toàn. Chúng ta chỉ cắt tỉa và nhiều cái cành để cho cây nó có năng suất trong vụ sau thôi. Mình lưu ý là trong quá trình tỉa thưa á, thì bà con cần loại bỏ những cái cành mọc ngược, cành mọc thẳng đứng, cành mọc chen chúc trên cùng một đốt, hay là các cành mọc trong cùng của tán lá. Còn đối với vườn cà phê mà đang trong giai đoạn kiến thiết á, cơ bản á, thì bà con không cần quá chú trọng vào việc biện pháp làm cành và tạo tán cho cây. Và không nên loại bỏ tất cả các cành thứ cấp trên cây, mà để chỉ duy trì việc đặt cành tâm thôi, mình chồi á, cái nhỏ nhỏ để cây được phát triển nhanh chóng và ổn định, còn cành như cành thứ cấp. Thì đối với cây cà phê thì việc tạo hình đơn kỹ thuật cắt tỉa cành là một trong những cái biện pháp quan trọng và cần thiết để duy trì được cái năng suất và chất lượng cho cây cà phê được ổn định. Thì bà con cần lưu ý kết hợp với các biện pháp bón phân làm cỏ,
để cho vườn cà phê được đạt năng suất cao. Và qua cái clip này thì mình cũng xin chúc bà con một cái năm mới có một mùa vụ cà phê được tươi tốt và đạt năng suất cao. Thì qua clip này thì mong bà con hãy đăng ký kênh và like comment để mình có những cái động lực làm những cái video tiếp theo cho bà con xem.
Thank you.